Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ngẫu nhiên hay nhiệm màu? Linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Con trai tôi đã hơn 30 tuổi mà chưa có vợ, nên cả nhà ai cũng lo và hối thúc. Và mặc dù nhiều mối giới thiệu cũng có đối tượng gợi ý thăm dò, nhưng bên này ừ nghĩa là thuần, thì bên kia lại lắc đầu nghĩa là không ưng, mới oái ấm chứ. Nhiều người bảo quá kén chọn thì bây giờ mới lấy được vợ, và không khéo tránh vỏ dưa lại đạp phải vỏ dừa. Anh em bạn bè thắc mắc và thúc giục, nhưng nó chỉ cười mãi, cho đến bấm rồi mà vẫn chạy xe không. Và dưới đây là câu chuyện tôi xin kể cùng các bạn. Vợ chồng tôi tuổi tuy đã cao, không biết còn sống được bao lâu nữa, để lo cho con nên ngày đêm rất lo lắng. Lo mãi không được, cuối cùng từ an ủi con trai mình cũng không đến nỗi nào. Công việc làm ăn vững vàng thì có gì phải lo, năm nay chưa được thì sang năm. Nhưng chờ dài cổ mãi mà con vẫn chưa yên bề gia thất thì cha mẹ làm sao yên. Thời đại ngày nay, hôn nhân không còn là chuyện của cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng bao vợ chồng vẫn sống trong nước mắt rồi ly dị, xảy ra như cơm bữa. Ông bà ta xưa cũng đã chủ trương ép dâu ép mỡ, ai nợ ép duyên. Trong kinh Phật cũng dạy, trai gái gặp nhau nên vợ thành chồng không phải ngẫu nhiên hay tình cờ, mà là duyên nợ nhiều đời nhiều kiếp, nên có thể nào chọn lựa hay ép buộc được. Dầu sao chúng tôi cũng luôn nuôi hy vọng sang năm mọi chuyện sẽ hanh thông, nhưng chờ mãi sắp xỉ tuổi 40 rồi mà con vẫn còn đơn thân độc mã. Rồi bước qua ngưỡng 40 mà tình trạng vẫn như cũ thì hy vọng có như chấm hết, và con ở quá là điều chắc. Trong khi bạn bè nó vợ con đề huề, có đứa con đã học cấp 2, cấp 3, có đứa con đã vào đại học, thì làm cha mẹ chúng tôi làm sao không sốt ruột được. Nó mà chưa tìm ra vợ thì hẳn có vấn đề, không chừng nó lại bị đồng căn, dân gian tin là bị một hồn ma nữ nào đó nhập không cho nó lấy vợ. Phải tìm thầy giải mới được. Ai đó tỏ ra quan tâm kề tai nói nhỏ, đấy là chuyện dân gian thiếu tính khoa học, nhưng thực tế đã xảy ra ở đây đó. Mặc dù tôi không tin, nhưng vợ con cứ hồi thúc nên cũng có phần nào náo núng, hay là mình cứ thử biết đâu. Tuy nhiên con đã đến tuổi này thì có cha mẹ nào cũng để bụng, mà có hối thúc bất quá cũng biết trực câu trả lời, ba mẹ đừng lo, chuyện con để con tính. Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng nó cũng rối bời. Biết thế chúng tôi im lặng đứng phía sau hỗ trợ. Nhiều đối tượng đủ thành phần được đề cử, nhưng sau vài lần tiếp xúc tìm hiểu vẫn chẳng đi đến đâu. Gàn hỏi mãi thì con đáp gọn lòn, chưa hợp. Vậy thế nào mới hợp? Tức là muốn điên lên được nhưng cố nén cho êm chuyện êm nhà. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, vợ chồng đâu phải là món hàng, có thể là mua được, là chuyện hệ trọng trong đời người, nên con cân nhắc là phải. Nếu không được 100% thì ít ra mặt mày dễ coi, biết sống hòa đồng với mọi người, thích nghi với hoàn cảnh. Hơn nữa, đến tuổi nào đó thì tình yêu nam nữ nguội lành dần, thì hôn nhân vốn dĩ là vấn đề
tế nhị dễ nảy sinh mâu thuẫn. Lấy đại ái đó cho xong thì tương lai sẽ còn ra sao mà cân nhắc chọn lựa thì ế vợ là điều khó tránh. Quả là chuyện nan giải. Chúng tôi một mặt hối thúc anh chị em nó mai mối nhờ bà con bạn bè gần xa giới thiệu, nghe đâu có đối tượng, vợ chồng tôi liền đích thân tìm cách tiếp cận. Nhiều cơ hội vàng đến, một cô giáo dạy văn cấp 3 tuổi 25-26, một cô giáo dạy trường cao đẳng thạc sĩ, con gái độc nhất của gia đình nhà giáo thuộc dòng dõi khoa bảng, nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Oải âm thay, chuyện ông tớ bà Nguyệt một hôm nhân đọc kinh Phật Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, nghe Đức Phật dạy: nếu có người nữ muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phước đức trí huệ, muốn cầu con gái bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp. Tôi hết sức vui mừng và tin tưởng vào chuyện cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm. Những đọc tùng và cầu nguyện mãi mà tôi vẫn chưa thấy kết quả. Lời Phật dạy có bao giờ sai? Hay là mình chưa đủ phước duyên? Tôi thầm nghĩ và ngày đêm kiên trì tụng kinh niệm Phật, đồng thời đồng viên con đi chùa, tham gia các Phật sự, giúp đỡ người gặp khó khăn hoàn nạn. Đã hơn một năm trôi qua mà con trai vẫn chưa tìm được vợ. Chúng tôi không khỏi băn khoăn nhưng vẫn kiên tâm trì chú đại bi. Đến khi mọi chuyện tưởng như kết thúc thì có một người bạn cho biết ở ngôi chùa quê anh có vị thầy hành nghề thuộc Nam đã giúp nhiều người vượt qua cảnh ngộ khó khăn. Thầy không chỉ chữa bệnh miễn phí mà còn giúp bá tánh nhiều chuyện khác. Tôi và con trai tìm đến chùa lễ lại Phật xong, đến phiến vào gặp thầy. Thầy xem mạch rồi bảo không bệnh tật gì hết. Về lại Phật và cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát, phóng sanh 100 loài vật, đến 3 tháng sau sẽ có kết quả. Phóng sanh là việc tôi đã từng làm nên không có chí là bận tâm. Nhưng tìm cho ra 100 loài vật là điều lo lắng, tôi lại đến cầu cứu thầy trụ trì ngôi chùa gia đình tôi thường lui tới. Thầy bảo có khó gì, phóng sanh 100 loài thì phương tiện mua 100 con chim hoặc cá rồi đem thả. Tôi mừng quá, theo lời thầy mua luôn 2 lồng chim đến 400-500 con, rồi nhờ thầy khái thị cho chim trước khi thả. Nhìn đàn chim vỗ cánh bay lên bầu trời cao, có con còn quay đầu nhìn chúng tôi như bày tỏ lời cảm ơn. Ai nấy lấy làm vui sướng. Bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Việc lấy vợ của con tuy chưa có gì khả quan, nhưng không còn làm tôi băn khoăn lo lắng nữa. Chừng 2 tháng sau, một hôm con trai tôi đột nhiên dẫn về một cô con gái tuổi chừng 25-26, giới thiệu là bạn. Gia đình tôi ai nấy không khỏi ngạc nhiên và khấp khởi mừng thầm. Có niềm vui nào sánh bằng. 2 tuần sau, con trai tôi đề nghị vợ chồng tôi đi thăm nhà bạn gái và đặt vấn đề cưới hỏi. Tôi hỏi con đã tìm hiểu, đã kỹ chưa? Con trai tôi trả lời, ba mẹ yên tâm. Tôi hỏi riêng cô bé, sao tụi con mới gặp nhau? Tuổi tác chênh lệch mà tính chuyện hôn nhân như thế có vội vàng quá không? Nó thưa, con định cuối năm xin chuyển về quê làm việc để gần gia đình. Ngờ đâu vừa rồi con gặp anh và mọi chuyện như đã được sắp xếp từ trước, nên tuy mới gặp tụi con đã hiểu nhau. Thế là chắc rồi. Vợ chồng tôi liền đưa con trai
và bạn gái đến chùa. Những nơi trước đấy đã đến cầu nguyện, lễ Bồ, lễ Phật và Bồ Tát để tạ ơn. Tất nhiên, chúng tôi không quên ngôi chùa nơi đã giúp chúng tôi vượt qua bế tắc. Thầy bảo, hoàn cảnh mỗi người ra sao, có vợ có chồng hay không, gặp người tốt, xấu thế nào đều là do nghiệp duyên đã tạo ra từ trước. Nay đủ duyên gặp lại nhau để trả món nợ đã vay. Thầy, bạn, cha mẹ chỉ là người trợ duyên, phải tự mình thực hành lời Phật dạy, làm lành tránh dữ thì nghiệp chuyển và hoàn cảnh sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Thầy khuyên chúng tôi và các con tính tấn tu tập, mỗi ngày đều tu niệm Phật trì chú đại bi. 6 tháng sau, hai gia đình chúng tôi đến chùa tổ chức lễ hàng thuần cho cả con. Trước bảo điện trang nghiêm được chứng minh của chư tôn đức Phật và sự hiện diện của bạn bè, đối trẻ vô cùng hân hoan tiếp nhận lời giáo huấn và chúc phúc của mọi người, đồng thời thề nguyện suốt đời quy y Tam Bảo, giữ 5 giới làm nền tảng xây dựng hạnh phúc bền lâu. Đến hôm nay tôi vẫn còn vui ngẫm về việc này. Tôi tin chắc không có gì là ngẫu nhiên, mà là với tôi đều là mầu nhiệm. Ha ha ha, 问什么的说